À, mình xin chào tất cả các bạn. Thì cũng như mình nói thì ở clip số 12 này của Phó Đầu Phá Bình Phong Mã Lưỡng Phá Quá Hà, mình sẽ tiếp tục bổ sung. À, các bạn chờ mình chút xíu nha. Ra tới hình trận này các bạn sẽ nhớ nha. Đây đây này. Tức là ở clip số 10 mình làm cái biến đánh số 1, clip số 11 mình làm biến đánh số 2. À, nó ra rất nhiều biến. Thì ở cái clip số 12 này mình sẽ làm cái biến đánh là bổ tường. Còn cái biến đánh mà hai con pháo bình vào hai lỗ này mình sẽ cho nó qua clip 13 ha, tại nó dài lắm các bạn. Và mình đã soạn sơ qua rồi và mình thấy nó rất là dài. Nếu mà mình soạn hết ba biến này rất là dài cho video. Rồi hôm nay mình soạn cái biến bổ tường ha. Thì các bạn cũng biết là những anh em mà làm về clip cờ tướng thật sự cực lắm các bạn. Thì các bạn xem tham khảo, các bạn bất cứ là trang của mình hay là trang của tất cả những người làm cờ tướng khác, thì các bạn cho họ một like, một lượt đăng ký gì đó để ủng hộ tinh thần họ làm. Thật sự rất là cực, cái đó là không phải riêng mình nói, riêng trang mình nha, và bất cứ cái trang nào cũng như mình đi gặp các trang cờ tướng hay trang gì mà làm thấy có ích cũng like ủng hộ này kia. Cái đó không phải là mình đang kêu gọi gì các bạn, mà thật sự mình làm rồi mình mới cảm nhận được rất là cực để lên một cái video. Rồi mình sẽ trở lại với chủ đề. Như vậy thì tới đây mình sẽ chơi thúc mã lên. Thì bên kia các bạn thấy là mình đang phục nước là tiến binh 7 lên để mình chi bắt pháo. Thì ở cái mức mà hoạt động xe của mình sẽ tấn lên đây để mà bình pháo ra, thì người ta sẽ ngăn cản bằng nước tiến pháo xuống, hạn chế hoàn toàn tối đa cái nước mình tấn xe lên và bình pháo ra. Như vậy thì tới đây mình sẽ chơi tiến binh 3 kích đấu, và bên kia có hai phương án: hoặc đấu hoặc là chống sĩ chờ mình đấu. Bây giờ mình sẽ nói tới phương án đấu trước. Ở đây nếu mà chúng ta lấy tường ăn lên thì các bạn thấy là một cuộc tàn sát quân nó sẽ xảy ra, và thắng thì chờ trở về tay người nào thì rất là khó nói. Đây tới đây người ta sẽ chấp nhận đánh đấu con pháo này. Đây là buộc lòng một cuộc đánh đấu quân tàn sát ha. Rồi mình phi mã lên trung lộ, mình cũng cướp lại được đường trung lộ. Nhưng mà các bạn thấy về cơ sở vật chất là mình sẽ lỗ là một pháo. Tuy nhiên với hình này mình vẫn có thể đánh được, nhưng mà lỗ một quân. Rồi mình trở lại cái hình đó, hình yếu mình muốn nói sơ qua thôi. Như vậy thì mình thúc chốt, thực chất mục đích của mình là muốn tìm mục tiêu để công kích, bình pháo ra để công kích rồi chốt. Thì ở đây người ta chốt không thể cứu được à, thì người ta chỉ có thể là đánh nước ngừng chống sĩ hoặc là tiến xe cửa hà gì đó vân vân, chờ cơ hội thoát pháo. Ví dụ như thế này để một là tạo căng cho mã, dùng mã tạo căng xe. Hai nữa đây là một nước chờ. Thứ ba nữa là có thể cần thiết là bình thẳng xe qua đây hoặc là tiến xe này lên để tạo thành một cái đường dăng liên kết. Như vậy tới đây mình sẽ dùng pháo ăn là chốt. Lúc này người ta sẽ chống sĩ lên. Tại vì thực chất thì các bạn thấy tới đây cũng để di chuyển quân rất là khó. Chống sĩ lên hoặc là còn có nước là tiến xe xuống đây bắt lại pháo đấu quân thôi, thì nước này lúc nào làm cũng được các bạn, cho nên người ta bổ một nước sĩ để coi mình làm cái gì. Và nếu thật sự mà khi mà mình chống sĩ hay mình làm gì đó thì người ta sẽ có nước đấu quân để mà thoát quân chẳng hạn, hoặc có thể là thối pháo này về. Rồi như vậy thì tới đây mình sẽ ăn luôn một chốt này, tại vì với cái hình của bên mình cũng vẫn là chưa có chỗ để mà tấn công. Cái mình cần làm là chiếm một thực lợi về sau để chuẩn bị vô tàn cuộc. Nếu mà bên kia đánh dẻo dai thì có thể dẫn đến tàn cuộc, thì mình phải ăn chốt. Như vậy cái nước đe của mình tiếp theo là gì vậy? Còn có thể là quăng xuống đây nữa. Tới đây người ta có thể là chơi tiến xe lên trước, mục đích là công kích vô pháo này. Ở đây mình có thể là chơi tiến pháo xuống đè mã trước khi là mình chơi cái đòn quăng mã qua đây, tại vì đòn này hiệu quả chưa cao với cái sức phòng thủ của xe mã như thế này, là cái hiệu quả tấn công chưa cao. Ngược lại ta có thể là quay về đấu quân. Thì ở những cái đòn này mình sẽ nói những cái nước sau sẽ xảy ra những cái đòn này, nhưng mà ở thời điểm này là chưa thích hợp cho nên mình chưa sử dụng. Mà nên tiến pháo đè quân để hạn chế tối đa cái sức tấn công của tất cả toàn quân. Các bạn thấy là cái lưỡng pháo quá hà mục đích là đè quân mình, và mục đích của mình là muốn đè ngược lại hình trận này, và mình tận dụng tối đa cái cặp pháo lưỡng hà này để mình góp tiền nha các bạn. Các bạn nên nhớ cặp pháo lưỡng hà này chính là điểm yếu để mình khoét sâu đó. Tuy rằng là quân đè mình, thực chất đó là điểm yếu cho mình khoét. Đó đây các bạn thấy là bên kia có ba sự lựa chọn:
Một là ăn con pháo này, hai là bình xe vô đây kích đấu, ba là thối xe về đây tạo căng cho mã tạo căng lại để cần thiết là di chuyển pháo này để kích đấu. Như vậy ba phương án này mình sẽ đánh cho bạn xem. Giờ mình chọn cái phương án ăn quân trước nha. Thì lúc này là đánh đấu quân mình chấp nhận. Rồi lúc này ta sẽ bình xe vào tiếp tục đánh đấu màn hai là sau cuộc cảnh sát. Tới đây mình phi mã lên để dùng con mã này giữ lại pháo và dùng xe này bắt lại pháo, mình cướp tiền tiếp. Như mình vừa nói thì con pha cặp pháo lưỡng hà, tức là cái điểm yếu nhìn nó mạnh là cái chỗ đè quân, thực chất nó là điểm yếu mà khi mà các bạn biết khai thác một cách tối đa nó sẽ trở thành điểm yếu. Ở đây các bạn thấy là bốn vị trí lúc này, thì đối với con pháo ba vị trí này đều là vị trí tử, còn vị trí duy nhất là xe bình ra để tiếp tục đấu quân thôi. Còn nếu mà bình pháo vô đây mình sẽ theo xe là chết pháo ngay, không còn lộ di chuyển à. Còn mà thối về đây thì khỏi phải bàn ha, xe mình đục thẳng lên ha, cho nên buộc phải lựa chọn cái nước thứ tư. Cho nên mình làm sơ bộ qua mấy nước rồi, các bạn thấy là tới đây là một nước bắt buộc, không có sự lựa chọn. Tới đây mình ăn pháo, đang mã mình tiến xe xuống bắt mã, các bạn thấy là mình ưu thế hơn quân. À, bên kia tới đây không thể xoay sở được gì nữa các bạn, tới đang mã này cũng không thể cứu ha. Đó mình nói sơ bộ những cái biến lựa chọn là cái biến xe ăn ăn quân. Như vậy thì cái biến thứ hai là cái biến bình xe vô tiếp tục đấu quân. Thì ở đây mình lại không chơi cái nước mà tiến mã lên giữ pháo nữa, mà mình chơi đọt tượng luôn, tiếp tục đọt tượng để dùng pháo bắt xe ép tượng phải ăn về. Đây là những nước bắt buộc, lúc này mình đọt pháo và giữ là mã, lúc này mình lời một tượng đấu quân, mình lời một tượng thì cũng là những câu thần thoại trong cờ tướng là bắt xe không bằng què tượng là như vậy. Rồi một lựa chọn nữa là thối xe về tiến đáy dùng mã tàu căng. Thì lúc này mình vẫn ngưng lại cái nước mà phát triển mã lên, tại tới đây người ta có thể sẵn sàng đấu quân được. Tới đây mình chơi thối pháo một để bỏ chạy đi. Tuy rằng là một nước bỏ chạy nhưng thật chất mình đang phục nước sau là tiến xe lên đây một nước để bắt chết pháo này. Mà bên kia lúc này không thể bất động được, nếu mà đi chốt bất động thì như mình nói sẽ tiến xe bắt chết pháo này. Còn nếu mà quật pháo vô tượng đấu quân, tới đây mình sẵn sàng chấp nhận đấu. Thì bên kia các bạn thấy là hoặc là ăn xe trước hoặc là bình pháo vào để mà chiếu ăn xe này rồi mới tính tới xe này sao là một sai lầm nha. Nếu mà bình pháo vào đây là một sai lầm, mình nói là một sai lầm nha các bạn, tại vì lúc này mình ăn pháo bình thường các bạn, xe ăn xuống mình không phải dùng sĩ để ăn pháo mà mình dùng xe né một. Thì các bạn thấy là bên kia con pháo đang nằm trong cửa tử và con mã này cũng vậy, sẽ chết bất cứ lúc nào. Và con pháo cái ưu tiên người ta phải làm lúc này là gì bạn, di chuyển con pháo này bỏ chạy thì bất cứ là chạy đâu, chạy ra chạy vào gì đó không quan trọng. Thì các bạn thấy là ở cánh quân này người ta rất là khó đánh với sức phát triển mã, ví dụ chạy ra đây nha, các bạn thấy sức phát triển của mã này về những cái lộ về sau tấn công với toàn quân này ở trên đây chỉ có xe pháo sẽ không có làm gì được mình ha. Cho nên phải lựa chọn cho chính xác là cầm mã ăn về chứ không thể vội vàng chiếu ăn xe được. Rồi lúc này mình sẽ ăn pháo bên kia đọt tượng lại, lúc này mình lỗ tượng, bên mình mất cặp tượng thì bên kia đồng nghĩa là phế một pháo để lấy cặp voi. Lúc này mình bổ sĩ lên. Ở hai phương án bên kia thì có thể lựa chọn là phương án bình pháo bỏ chạy bắt mã hoặc phương án ăn luôn mã. Nếu mà bình pháo bỏ chạy mình sẽ phi mã bắt xe ép xe ăn về chốt. Rồi như vậy thì lúc này mình sẽ bình xe bắt pháo nữa để chỉ hoàn ép pháo và ăn mã luôn, để mình giữ lại cái ưu thế là hơn quân. Mình đã lỗ tượng rồi phải giữ hoàn toàn cái ưu thế hơn quân. Rồi tới đây buộc pháo phải ăn về nên không thể nào chạy nữa. Pháo ăn về thì mình đọt pháo qua. Thì ở đây mình đang phục cái gì mà phi mã xuống bắt đôi. Tiếp tục lại là nước bắt buộc xe phải thối một để ngăn cản cái nước và phi mã bắt đôi. Thì lúc này mình lại bước mã lên. Nước sau hâm bay xuống đây và hâm ngoại tàu bắt xe. Bắt xe hâm ngoại tàu thì người ta sẽ phi mã trước để phòng thủ nước cờ này. Lúc này các bạn có thể là chơi bình pháo qua để mà kết hợp xuống tấn công nè. Còn không các bạn cũng có thể chơi thẳng nước này vẫn được, hai nước đều có thể đánh được. Thì các bạn mình nghĩ thì các bạn sẽ chọn nước này nhiều hơn nè, tại vì nước này là một nước mạnh hơn. Mạnh hơn vì sao các bạn? Thứ nhất là cái lực xe phòng thủ nó sẽ không còn, cái thứ hai nữa thì cái nước pháo này ra đây rất là linh hoạt, cực kỳ là linh hoạt. Cho nên mình nghĩ các bạn chọn nhiều, mà mình sẽ đánh luôn cho các bạn xem cái biến này nó yếu hơn nhưng mà nó vẫn đánh thắng được cái hình này luôn, với một cái lợi thế đánh thắng hơn, để cho các bạn thấy là cái lựa chọn này vẫn thắng. Tại vì bên kia không thể dùng tượng ăn lên gãy tượng nữa, đồng nghĩa với thua. Phải thối xe về để bắt chốt, để đe đấu bắt mã luôn, để hâm đánh đấu. Thì lúc này buộc mình phải ăn xuống mã, đây là nước buộc mình phải ăn mã.
mình chạy mã ta sẽ ăn qua đánh đấu liền, nên buộc ăn mã tượng ăn lên. Thì đơn giản mình né pháo, các bạn sẽ nhìn thấy được cái ưu thế của mình liền. Ưu thế đây là gì? Pháo cản lại chương tượng, giữ lại chốt và tiến xuống để bắt mã. Mã này trước sau phải bỏ chạy, và sau khi mã bỏ chạy thì pháo này vẫn có thể kết hợp xuống biên, mình vẫn duy trì cặp pháo và xe chốt đánh với xe mã, và con mã ở dưới là vô hại nha các bạn. Tới hình này các bạn có thể đánh thắng được hoàn toàn. Rồi mình muốn trở lại chút xíu nữa, ở một lựa chọn khác, tức là không bình pháo vào mà ăn luôn vào đây với một nước tiếp theo là ăn thêm pháo này, thì mình sẵn sàng nha, ăn pháo người ta ăn lại pháo, mình lại tiến xe bắt mã. Các bạn thấy ngoài việc con mã này không có đường chạy ra thì cái sự kết hợp của pháo xuống biên này là thấy trước nhưng không thể đỡ ha, dù là thấy trước mấy nước ha. Rồi chúng ta sẽ trở lại tiếp xa nữa để chúng ta thấy rằng có rất là nhiều lựa chọn, và bên kia bất cứ một lựa chọn nào cũng phải rơi vào cái tình trạng thê thảm. Trở lại chút xíu nữa nha. Đây, từ đây tức là mình đang vừa nói cái trường hợp người ta ăn chốt qua rồi ha, là mình bình pháo rồi bắt chốt. Và bây giờ trường hợp thứ hai, người ta chống sĩ chờ đợi. Ở cái nước này nó có hai ý đồ, nếu mình ăn chốt qua thì tượng ta ăn lên rất đơn giản. Cái thứ hai là người ta sẵn sàng thoát xe này ra để bắt mã, bỏ lại pháo để mà sẵn sàng đem xe ra trận. Rồi, đây là hai cái lý do mà người ta chống sĩ. Như vậy tới đây mình sẽ ăn chốt qua xong, ép tượng ăn lên, thì lúc này cũng bình pháo, các bạn có thể bình một trong hai lộ này, 3 hoặc 7, đều là những điểm tấn công khuyết sâu. Nhưng mà cái lộ 3 các bạn thấy đây là có mục tiêu tấn công trước, thì chúng ta bình ra chọn ưu tiên, ưu tiên bình qua để tấn công mục tiêu, tại vì tượng không về được, về sẽ mất mã, buộc phải cơi lên một con tượng nữa. Thì lúc này mình lại chơi đạp chốt, dùng mã đạp chốt cũng vẫn là cái nước chiếm thực lợi đó. Ở đây có 5 lựa chọn. Mình sẽ đánh lần lượt 5 biến đánh này cho các bạn xem, là bất cứ một biến đánh nào cũng đều rơi vào tình trạng thua thiệt. Bây giờ sẽ lần lượt là biến đánh số 1 là pháo thối về cản trường mã, tránh cái trường hợp mà phi mã xuống đây ha. Pháo thối về, đây cái biến đánh số 1. Vậy thì tới đây mình sẽ chơi đạp tượng. Các bạn thấy rõ ràng là cái sức hơn quân đang hiện rõ ha, đang đe chiếu một trong hai bên ngoài tàu cực kỳ nguy hiểm, buộc tượng phải xử lý và pháo mình sẽ đọc mã. Là một cái nước đánh hơn quân rất là đơn giản, mình kiếm muốn chạy chỉ có thể phát triển mã lên thôi, đây là nước duy nhất. Thì lúc này mình lại thúc binh 7 qua xong, mà hai lựa chọn người ta rất là khó xử lý. Lựa chọn thứ nhất là đánh tượng lên chốt, đây là một lựa chọn sai lầm, là mình có đòn đánh xe thẳng lên pháo và xe này không thể di chuyển được, lúc này mình sẽ cắm đáy. Lựa chọn thứ hai là phi mã xuống bắt lại con pháo này, lúc này mình lại tiến xe ngăn cản cái nước bắt pháo này, thì con mã một đường duy nhất có thể đi là phi xuống lộ này. Lúc này mình lại phát triển mã lên, đe vào trung binh. Tuy nhiên là con tượng này vẫn không thể ăn chốt, mình sẽ vẫn là cái đòn ăn pháo và khống chế hoàn toàn cái nước mã phi về đây chiếu, tại có pháo mình ăn qua. Và cái đòn thứ ba nữa mình đang trực tiếp bắt con pháo này, tại vì xe này không có căng thì con pháo này của mình sẽ bắt được. Và mình cũng nhắc lại đây, cặp pháo Lưỡng Hà chính là điểm yếu để cho mình công kích. Như vậy tới đây người ta sẽ quay pháo bỏ chạy, buộc người ta phải bỏ chạy chứ không còn sự lựa chọn khác. Tới đây mình bổ một nước sĩ lên để thứ nhất là giữ lại hình trận, thứ hai nữa mã này không có đường về, cái thứ ba nữa ở cái hình này bên kia không có quân di chuyển các bạn. Và tới đây cho dù người ta ăn chốt ai hay làm gì đó mình không quan trọng ha, thì con mã này rất là dễ rơi vào cảnh tử trận với cái đòn mà thối pháo về bắt. Thí dụ nha, thối pháo về là bắt tử mã liền ha. Nếu mà xe ra giữ thì mình sẽ đạp xuống bên năm ha, ví dụ như thế này, đạp mã bắt bên năm, bắt đôi, bắt voi này luôn. Voi không thể chạy ha, tại vì nếu mà voi bỏ chạy về đi, chẳng hạn bỏ chạy về thì mình quăng đây là sẽ tiếp tục mất quân ha, nên là đánh kiểu gì cũng thua nha. Đó là lựa chọn thứ nhất, pháo qua về. Lựa chọn thứ hai là xe tiến lên đây, ngăn cản bằng xe chứ không phải bằng pháo. Như vậy thì tới đây mình sẽ bình pháo vào để giữ mã. Thì tới đây chúng ta lại thấy thêm một phát sinh nữa, chỉ cần mã đọt tượng thì một trong hai mã hai bên đây con nào cũng có thể rơi vào tình trạng rất là nguy hiểm. Bây giờ mình qua cái lựa chọn thứ ba, tại vì lựa chọn thứ hai đó nó cũng khá là yếu rồi, mình bỏ qua đi. Lựa chọn thứ ba là để yên đó, phi mã lên. Lúc này mình lại phi mã lên nữa đó, mình tiếp tục lại khoét vào cái điểm yếu là của pháo quá hà. Đây mình đang tiếp tục bắt pháo, tại vì mã đã phi lên là xe không còn căng, thì pháo chỉ có ba nước đánh lúc này thôi, một là thổi pháo tiếp tục tạo căng pháo dăn, thứ hai nữa là một trong hai nước này
Và nếu mà chơi thổi pháo về đây thì mình sẽ có đoàn tiến xe bắc thẳng voi. Là nước sau của mình đang đe là gì? Quánh mã vào tượng. Thì lúc này người ta ăn mã về hay ăn tượng gì thì sẽ gãy tiếp một quân nữa. À, không cần biết ta ăn con gì về ha. Mà nếu mà chơi thổi pháo về đây thì mình lại được nước lên mã tấn công. Nó tiếp tục bắt con mã phía sau này. Nếu người ta chạy một nước sai lầm quay về cung là ta thua luôn. Ta thua là vì sao bạn? Mình quăng thẳng mã ra đây thua luôn. Xe buộc phải tiến lên. Mình đọt pháo. Ép xe phải ăn mã. Lúc này mình lại quăng qua hướng bên đây tiếp tục đe sát. À, mà có pháo hậu thuẫn phía sau giờ chỗ chống sĩ hay là lên xe cũng khó bảo vệ. Dù chống sĩ. À, tới đây chống sĩ thì bạn thấy là toàn quân đứng hết, mình chỉ cần dạt pháo ra để mà bắt con này hoặc là mình ăn xe qua mã này, tất cả đều có thể chiến thắng ha. Còn mà tiến xe một thì mình có thể chơi đòn đóng thẳng xe xuống, bắt xe trước, xe chạy đóng thêm mã nữa thì không có cách nào để mà chống đỡ, cho nên buộc mã này phải quăng về đây. Thì lúc này mình cũng vậy, quăng mã này xuống để tiếp tục đe sát nữa, thì cũng chỉ có hai đòn để mà phòng thủ thôi, chống sĩ hoặc lên xe cũng y vậy thôi. Nếu mà chống sĩ thì mình quăng mã ở đây bắt đôi, mình bắt xe và sĩ bên đây là cũng sẽ dễ dàng vỡ trận ha. Còn nếu mà tiến xe một thì cũng y vậy các bạn, mình có thể là chơi phế xe trước. À, các bạn có thể là chơi phế xe trước thế này, thì lúc này xe ăn lên thì đơn giản thôi, mình chiếu ngoài việc tướng ra ngoài thì mình lấy lời xe và bắt mã cấp tiên. À, rất là nhiều rồi. Rồi mình bỏ qua cái phương án thứ ba này luôn đi. À, phương án thối pháo về đây đi, và phương án thối pháo thứ hai này là thoát pháo tới đây thôi. Thì lúc này mình lại tiến xe lên. Các bạn nhìn có thể nhớ lại ở cái clip 11, đâu đó con xe bên đây cũng là cái nước tiến như thế này, cũng là cặp pháo quá hà. À, các bạn có thể nhìn tới đây, các bạn cũng có thể mang máng lại được cái clip số 11. Nó tuy rằng tất cả vị trí quân nó đều khác, nhưng thật sự vị trí đánh của mình, cái chiến thực đánh của mình nó vốn dĩ là như thế đó. Mình từ hình công rồi quay về thủ, rồi từ thủ đánh từ 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 lên, các bạn thấy. Và bên kia hoàn toàn bị áp đảo. Như vậy còn cái nước thứ ba xem xét là thối về pháo dăng. À, thì lúc này mình lại chơi tiến pháo một để kích đấu pháo. Như mình nói thì cặp pháo lưỡng quá hà này là điểm yếu cho mình công kích, và tới đây buộc người ta phải chấp nhận, không thể chạy tới chạy lui hoài. Chấp nhận lúc này mình đọt xe mã ăn về, là lúc này mình không dùng pháo hôm qua lại dùng mã ăn về. Tại sao các bạn? Mình sẽ tiếp tục khoét sâu vào cái điểm yếu con pháo này nữa, là chỉ cần mã mình phát triển thì con pháo này sẽ rơi vào tình trạng bị bắt quân. Là mình chưa nói tới nước mình phi mã xuống đây để đè mã này, nước sau kết hợp pháo tấn công, hoặc là mình tiến xe một lên. Nếu như mã ta bay xuống đây, mình tiến xe một lên thì qua đây mình tấn công với tam tử này không cách nào phòng thủ. Rồi mình trở lại xa chút xíu nữa, đây từ đây tức là nước thối pháo về, nước tiến xe lên cản mã hai nước đó, và nước thứ ba lên mã, nước thứ tư về pháo. Bây giờ tới nước này, tới nước này, bây giờ nước thứ tư nước về pháo, thì lúc này mình lại phi mã lên đôi, dùng pháo bắt mã, dùng mã bắt pháo. Tuy nhiên mã này không thể chạy, chỉ có thể hạ tượng về, hạ tượng về để mà dùng mã và xe để giữ được pháo. Thì lúc này là gãy tượng giữa, mất tượng trung tâm cũng đồng nghĩa với việc là bị công rất là mệt mỏi ha, với một hai chân ngoại tàng này. Rồi còn một nước thứ năm là không đánh tất cả những vị trí này mà tiến thẳng xe lên phía trên. Thì lúc này mình chơi phi mã xuống đây vẫn được, nhưng cái đòn này nó sẽ không mạnh bằng cái đòn mình tiến xe một đây. Đây là một đòn 7 trong 7. À, có nghĩa là mình phế xe, nhưng thật sự mà sau khi đấu quân các bạn thấy bên kia sẽ hoàn toàn thất trận nếu mà dùng pháo ăn qua đây. Mình đọt xe. Thì các bạn thấy là con mã này sắp sửa bị bắt chết, thấy trước tận hai ba nước nhưng không có cách nào cứu được mã này. Và cái kết hợp của con pháo biên này xuống thì hoàn toàn bên kia có thể bị mình đánh bí rất nhanh trong tam quân mà đứng một cảnh như thế này. Còn mà chúng ta chơi còn bên kia mà chơi nước mà thối pháo về bỏ chạy không ăn xe thì lúc này lại dính cái đòn là phi mã lên dùng pháo phía sau bắt mã, là dùng pháo phía sau bắt mã. Lúc này người ta phải chạy mã là đương nhiên, lúc này lại tiến pháo bắt pháo. Các bạn thấy là cặp pháo lưỡng hà hoàn toàn bị mình triệt tiêu một cách rất là khó chịu, và hầu như mình triệt để về cái nước mà quá hà này, để cho các bạn thấy rằng là cặp pháo quá hà chính là điểm mà để mình công kích. Như vậy là sau khi mình tiến cái nước pháo này không thể di chuyển đâu được nữa. Nếu ăn qua đây thì sẽ mất xe, mà nếu bỏ chạy xuống thì cũng sẽ mất pháo. Rồi còn mình muốn quay lại đây mình nói cái nước này,
thì tới đây có thể người ta chơi quay xe về, lúc này mình sẽ chơi bình pháo. Các bạn đừng có sai lầm bổ sĩ nha. Và mình bổ sĩ nghĩ rằng góp tiền mất pháo này là một xe làm với nước chiếu do pháo mình đã cản mã nha, là mình sẽ mất xe nha. Mình bình pháo qua đây trước, là nước sau mình đang đe là đánh thẳng pháo này luôn mà xe không thể ăn lên được, tại lúc đó mình chiếu và nhập pháo dùng giữa sát cuộc, cho nên buộc người ta phải ăn mã thôi. Lúc này mình đọt pháo, các bạn thấy cờ mình rất là thông thoáng, con pháo này không thể đi ha. Và toàn quân có thể nói là không có phương án tấn công, mà với bên mình có thể là sức tấn công rất là mạnh, với nước là tiến xe qua đè mã hoặc là cản tường đẩy chốt qua sông vân vân. Rồi mình trở lại chút xíu nữa để coi còn chỗ nào nữa. Chốt ăn qua sĩ chống lên. Rồi như vậy thì các bạn thấy là từ cái vị trí sau khi xuất quân này, dù là người ta tiến xe qua sông, cái clip thứ 10 đã làm, clip thứ 11 đã làm nước mã đi lên, bây giờ clip thứ 12 đã dùng tường bổ lên để phòng thủ. Như vậy thì còn hai nước pháo mình vào cản mã này và ăn qua chốt đây, mình sẽ cho nó qua cái clip thứ 13, tại vì hai biến đánh này nó cũng khá là dài. Rồi thì ở cái clip 12 này mình sẽ tạm ngưng tại đây. Tới đây mình xin chào và chúc sức khỏe các bạn, chúc các bạn sớm thành kỳ thủ nha. Xin chào tạm biệt.